Chó sủa là rất là dễ có hàng anh ạ. Là chó mà anh em mình cứ thả ra rừng thì nó phát hiện con gì là nó sẽ sủa. Nhưng mà từ từ, ở đây đang đi rắn lắm, rất rắn rất kinh lắm. Rắn anh em ơi. Con gì ấy, gì ấy? Rắn. Rắn gì ấy? Rắn biết ngay mà. Rắn mà. Ôi, giỏi quá chứ. Lâu ngày không cho đi săn rắn mà nó vẫn biết mùi mọi người ạ. Con này của mình chuyên gì săn cẩy cáo với cả lợn ấy. Lợn hiêu. Nhưng về mình ở đồng bằng ít thú lắm. Chỉ có cẩy cáo thôi. Ấy, để săn chuột săn chim. Nó không dám cắn. Con này không dám cắn. Không, rắn chó nó khôn lắm, ai đi cắn rắn. Mấy con chó cắn rắn nó còn rắn chó ngu. Cắn rắn dính rắn độc nó cắn chết toi luôn. Từ từ phải chó mà ngu mà cắn rắn là đi ra đồng là gặp hổ mang nó cắn chết. Tính ra mày giữ nó. Để anh chích à. Đây hình như con giáo hay nào ấy. Từ từ mình tránh ra mình rắn giáo cái đuôi nó giống hổ mang lắm đấy. Em chích nó lại ra không cắn chỗ em. Đi ra đây. Nó tưởng nó lao vào chân tàu. Kìa. Ui, giáo. Rồi. Tao sợ chó nó cắn vào tay tao ấy. Chết mày, chết mày nè. Nào, chó ra thì nó cắn vào tay tao rồi. Chết vào tay rồi. Thôi Bun. Bun thôi. Bun thôi. Ngoan, nó chết rồi. Nhưng mà em thấy hai con đây nào mà. Ôi, có hai con nãy em thấy nó quấn tròn liều nhau mà. Cắn chết luôn rồi. Nát luôn. Giỏi ấy. Thế là hết lại gấp mồi rồi. Này, tí nữa phải chặt cho nó một khúc ấy. Cho nó nửa con luôn. Con, một con đi nào á. Con cái cứt. Thôi, nhanh luôn, lúc này em thấy hai con. Còn nữa, ta đi đầu xuống đất luôn. Đi, về, đi. Có mồi rồi. Đấy, còn một con nữa. Hả? Còn một con nữa này. Con thật này anh em ơi. Ui, một con này nằm quẩn ấy. Chết rồi. Con này to, đi. Giữ chó đi, anh bắt nó. Không, thảo nào nó lành thế này. Bọn rắn nắng à, bọn này nắng ạ. Nó không có nắng, có nắng thì ra phơi ngay. Nó đang đợi nắng để nó ra phơi rồi đấy. Còn đó. Hết trời, thôi. Thôi. Ôi, nó cắn mày, cắn vào người đấy. Cắn vào đấy mà lại cài lại như chiều phòng dại đấy. Ghê cho cắn đi chứ. Không, mình ăn hết tất cả. Tại vì con rắn này mình biết là nó không có độc rồi. Nào. Thế rồi. Đi. Có mồi rồi. Rồi tối anh thưởng cho. Để nhớ cho một khúc rắn nhé. Không cần, tí tối cho nó nhảy cái. À mà chó kiến. Chó kiến. Chó kiến, con này chó kiến. Đi về thôi, về thôi. Con kêu về. Hay là con. Thả nó ra xem nào. Nó thấy kiến rồi này. Sợ à? Cháu còn đấy. Hay trong đây. Thả vào trong đây xem nào.
À thôi, có... Có... Ở trong này nhà hoang hơi ghê anh em ạ. Vẫn còn bát nhang nữa. Thôi đi về thôi. Đấy. Đấy cho mọi người thấy loa F0 nhiều không? Đấy. F0. Đấy. Nhiều lắm. Cũng mình đấy. Càng lắm, thế nên là bây giờ cứ rảnh rảnh ra đồng xong về nhà à, về nhà ngủ. Thế là xong. Thế là có cái đồ chén rồi. Siêu chăm ăn à. Đây nha mọi người nhá. Đây là hai em rắn mà em vui vừa săn được à. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái món lộc. Hôm nay là một ngày siêu may mắn luôn rồi nhá. Vừa đi ra quảng lộ một tí là gặp hàng rồi. Hôm nay sẽ làm món gì mọi người biết không? Lẩu rắn cả con. Đấy, vừa đi ạ. Quấn cuốn này ạ, sau tí nó được cuốn tròn. Đấy, cuốn tròn luôn mà. Đấy, thấy chưa, năm. Ui, nó không chịu cuốn tròn. Thế để mình phải tự cuốn trước. Đấy, mày cho vào đi. Em tự cuốn ạ. Anh lên để cho gia vị. Chơi hẳn mỗi thằng một con. Ngừa cái rắn, nước rắn này cực kỳ ngọt nhá mọi người nhá. À, thêm xả này. Đấy. Xả này. À. Nó cũng mì nhau. Đấy. Đầy nồi luôn, đầy nồi luôn. Ui dồi ôi. Đẳng cấp chưa? Đây là một đôi rồng. Củ cải này. Củ cải nhiều ngọt này. Ngô này. Xả này. Đấy. Đấy, và quan trọng không thể thiếu đó chính là nước dừa. Nước dừa nha anh em nha. Ui sẽ ngọt lắm đấy mọi người ạ. Ok anh em, bây giờ đợi nó sủi thôi là bắt đầu anh em mình sẽ ăn lẩu nha. Tuyệt vời. Em chín mồm có một tí này rồi. Hết rồi, còn có tí mà cứ bơi xuống. Rồi bây giờ là sẽ đợi nó sôi ra nhá, là bắt đầu ăn lẩu. Lẩu rắn nhúng rau. Ok nhá mọi người nhá, khả năng là được rồi. Thì ăn dần. Ui trời, được quá rồi, cho em phục rồi anh ơi. Thấy chưa, anh em thấy chưa, này rắn này. Cứ từ từ hạng ăn rắn. Đấy, từ từ nhá. Từ từ ngoài vào trong. Đấy, bây giờ nhá. Nhúng rau. Mình sẽ chọn nấm kim chi. Mọi người biết tại sao hôm nay anh em mình phải ăn bằng đĩa không? Tí nữa sẽ biết. Đấy. Đây này. Mình nói thật nhá, húp một cái miếng nước canh rắn này thì lột lưỡi hết giờ luôn. Nó ngọt lắm. Bây giờ đang bỏng ấy nè. Tuyệt vời. Mời mọi người ăn lẩu rắn cùng anh em mình nhá. Rau à. Cho nhiều rau. Ngọt lắm. Thứ nước nó ngọt. Ngon đi. Càng ngọt thêm nếu thêm củ cải. Cứ thêm củ cải vào. Củ cải càng lâu lâu càng ngọt luôn rồi nhỉ. Ngon lắm. Càng lâu càng ngọt. Ăn hết sảy luôn con nhà bà bảy. Bà bảy về rồi. Wow. Nồi lẩu hơi bị đẳng cấp đấy. Nói chung là đây là sẽ là một cái món ăn khá là kinh dị. Và dạo này anh em mình cũng ăn nhiều cái món khá là kinh dị. Thật sự là không phải là đơn giản đâu. Làm một miếng ngô xem có ngọt không nha mọi người nha. Xem có ra gì không nè. Ngô ngọt mà, ngọt thế. Không được ạ. Ngọt. Vẫn phải dùng sử dụng chất tanh thôi. Mình sẽ không ăn con trên trước. Bây giờ sẽ bỏ con trên ra nhá. Ui ôi, thấy chưa? Xuống chưa? Ui, bốc hơi này. Kinh điển chưa? Đây, đó. Còn chân bà ăn này. Đấy, đấy là lý do hôm nay anh em mình ăn đĩa đấy anh em ạ.
mỗi thằng con. Ta ăn con dưới. Ok, mày con dưới cũng được, ta con dưới cũng được. Để ăn. Mày không đủ dài thì mới tới. Nhớ. Ui. Dưới xả, dưới xả. Bọn này cáo tướng mà. Con rắn bốc khói, con rắn bốc khói, con rắn bốc khói, con rắn. Đây là lý do, ui, đuôi luôn. Đây là lý do hôm nay anh em mình phải ăn đồng đĩa. Wow. Đó. Tại vì à, bát không chứa được. Thật ra là cái món rắn ấy, đáng nhận ra ấy, luộc, lấy nước, ninh, xong rồi vớt con rắn ra, băm, xong ướp gia vị, đảo qua với lại dầu ăn. Ninh chỉ nước ướp mềm. Nhìn này mọi người, nhìn này. Ừ. À. À. Mềm rồi mọi người ạ, hôm đấy là nó nhanh ngư lắm. Ông ấy lại củ cải nhưng nhìn mà. Thử thức thử xem trước xem nào. Ui, hai quả này nữa. Cái đầu luôn đấy. Có cái đầu đi. Cốc kéo mà. Răng, răng. Cốc kéo mà, đâu rồi nhỉ. Mà không cần kéo. Úi dồi. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt. Ngọt lắm. Mình cũng sẽ thưởng thức thử. Ngọt tí luôn mọi người. Mời tất cả mọi người nhá. Đây nè. Trời ơi. Ngọt lắm. Ăn mày như này. Bỏ lê. Cái này mày đi. Thám gì thâm. Nói chung là ăn thang nó hay bị lột lưỡi mà. Mềm rồi đấy, mềm rồi đấy. Mềm rồi. Rắn này đủ chất lượng để chén rồi mọi người ạ. Quá đủ chất lượng rồi. Nhưng mà ăn như thế vẫn chưa phải kiểu. Mình sẽ em ăn đúng kiểu nhá. Đây. Mình sẽ tách ra một ít thịt của rắn ra. À, bỏ cái phần da ra trước nhá. Phần da nó giòn, cực giòn. Nếu mình sẽ đấy, lấy cái phần thịt nó này, tách ra đấy, tách ra đây, đây tách luôn vào bát này nhá, tách luôn vào bát này, đấy, ăn nó này nó mới chuẩn này, đấy, tách ra, ui, hơi là một giây luôn, ui rồi một giây luôn. Dây luôn. Đấy. Rồi, bước tiếp theo nhá. Ngắt bớt nó độ dài của nó đi. Ngắt bớt độ dài. Ăn này còn bổ hơn cả cao lương mỹ vị anh em ạ. Rắn là siêu nhiều canxi mà. Rồi nhá. Tiếp theo này. Một củ cải nhừ vào đây. Đây là một bữa canh tổ yến. Đây này. Có chưa? Hả? Da rắn à? Có rồi. Da rắn đắt mà nó. Mình đặt vào trước, mình đặt vào sau ấy nhỉ? À đây này. Đấy, một củ cải vào này. Nước dùng này. Úi trời. Cho em một xí. Đây. Củ cải dưới. Củ cải đây. Đây. Bây giờ bắt đầu mình thử thức nhá. Nhưng mà phải thổi nguội nữa nhá. Bắt rất là bằng. Nhân sâm. Đấy, đúng. Dầm cái củ cải ra. Đúng là một bát canh nhân sâm rồi. Dầm củ cải ra. Nhân sâm trắng đấy mọi người. Đấy. Dầm củ cải ra. Món này là khả năng ở trong miền Nam hay ăn bằng cái rắn mồng á. Rắn mồng nước ấy. Đợi nó thêm một tí đây là nấm nhá, linh chi đấy. Linh chi là nam cảm được khi ta đã ăn à. Đây giới thiệu với mọi người bát canh, đây là nhân sâm này, nhân sâm đấy, đây là linh chi này đấy.
Còn đây là đông trùng hạ thảo. Còn hơn canh tổ yến đấy. Em cũng có. Đây. Nó phải thế này này. Ăn nó phải thế này. Anh này, của anh mất thiếu này. Của em nhá, nhiều hàng luôn này. Ngọt kinh điển. Người xem này, bán đây nó mới gọi là đẳng cấp. Cái này là linh chi ngàn năm nhé. Còn cái này là gì đấy? Tổ yến ngàn năm. Còn cái này là thịt của loài đông trùng hạ thảo nhé. À đâu? Đông trùng hạ thảo. Còn đây là nhân sâm này. Ui, nhân sâm đấy. Còn đây là thảo dược trị bách bệnh, trị Covid. Chuẩn đấy. Ăn một miếng này vàng nhá. Covid chết tỏi. Còn Covid chết tỏi hay là Covid ăn chết tỏi? Quá ngon luôn. Ngọt lắm mừng ạ. Ngọt dám ăn luôn cái củ cải ra ấy. Với cả núc cái gì nhỉ? Núc dừa. Bỏng. Ăn núc nóng rồi là mới là ngon. Phải làm một bát nữa. Và làm hết con rắn này luôn. Sau đây là màn tước rắn đi vào huyền thoại. Mình sẽ bỏ ra trước nha. Mình sẽ tước miếng rắn cho mọi người xem kinh điển như thế nào. Từ người ta nha. Người ta mình thì không thích ăn da rắn lắm, nhưng mà nó cũng khá là ngon. Da rắn này á, nếu mà lột ra nhá, băm xào xả ớt cực kỳ ngon. Đó. Một da rắn như thợ quay ngoài. Và đây là mặt tước rắn. Nhìn phát dài nhá. Đấy này. Dài này. Ui 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 ui. Lùi. Nào, lùi. Mau đệ trợ giúp, mau đệ. Trợ giúp à? Cầm cái vươn nó tí. Cầm thế nào. Rồi, từ tiếp. Nó dài quá. Rồi, trợ giúp tiếp. Cầm cái vươn. Ui, trông như dây phơi. Dây co nè. Đây. Đây là một bên thịt của rắn nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ nhúng vào đây cho nó nóng. Nhúng vào đây này. Nhúng vào nồi lẩu cho nó nóng. Rồi. Thử cháy ăn, cháy ăn. Nó khá là dính nhá mọi người nhá. Tại vì rắn mà anh em mình cho thẳng vào thì nó khá là dính. Rồi, ăn cái bát này xong rồi thôi. Hết giờ rồi mình nhá. Rồi nhá, cái nước cốt của con rắn này. Nó ra nó nóng rồi. Nhúng vào nó nóng. Nó ngấm vào tóc mình nha. Cực kỳ ngon. Quá sẽ đã. Và đây mình sẽ không cắt ra nữa. Củ cải. Dâm củ cải. Thêm một bát canh. Mọi người nếu mà ai đã ăn canh rắn rồi thì biết nó ngọt như thế nào. Riêng nước canh rắn ngọt kinh điển luôn. Không một loại nước lẩu nào có thể sánh bằng được nước lẩu rắn, nước canh rắn được. Hả? Bắn nước mắt. Wow. Rõ nhiều mày mất chơi đi. Hmm.